sao? Bà biết tin gì chưa? Khu phố cũ nhà mình sắp bị giải tỏa để xây mới rồi. Tôi cũng vừa nghe tin lúc sáng thôi. Giải tỏa hết. Thì mấy con kia có nam ngon không? Ba con nam ngon. Có phải ăn cá chanh đó mấy? Hai con xanh 20 với lại hai con này như là ba bốn con này như là 60 ngàn. Cá hồ đây nuôi cá thắt lát cũng đẹp lắm. Cá xanh là 20 một con này. Cá xanh 20 một con á. Ghê. Nó giống giống con kia mình xin nó mát hơn có 15 ngàn. Cho cá có để vô ăn. Nó là nhẹ lắm á. Nhẹ thôi chứ nhẹ. Nhẹ thôi nha. Chiều nay kiếm về cho anh cóm để nó ăn. Làm ăn mua cóm luôn. Mua luôn là không có đã ăn lên cho ăn cái gì. Hỏi rồi. Chưa phải ngó mà. Má lại phải cho nó chuyện gì nữa. Nó cho nó uống miếng nước rồi. Bây giờ nó chế thêm nước cho nó. Chưa về nữa bấy. Bỏ đi. Dạ, da cũng được, da nó đẹp hơn là vuông này. Là da nó sao hôm nay lâu lên 4 ngày rồi không có. Có, chẳng đi đồ mua được
có giống có nhà Hiếu hả? Không, bây giờ em mua luôn mà. Hiếu lạ qua thử Hiếu. Nhưng cái chậu đó là chưa về nữa bấy. Thank you.
chưa về đấy bấy. Cháu da cũng được, da nó đẹp hơn là vuông này. Bữa thằng Trí nó câu được con cá tách lát á. Nhỏ dữ hả? Nhưng mà nó mát dữ vậy hả? Dạ, cho hồ đúng không chị? Hiếu, bữa trước Hiếu mua cá ở đâu vậy Hiếu? Hả? Bữa mua cá ở đâu vậy? Em biết đâu, không phải chưa đâu. Ý mà hôm cá vàng á. Cá vàng mua thì mình tu vậy á. Cái cá vàng trong đây đẹp kìa. Hiếu coi chậu trước đi, Hiếu coi chậu. Hồ lớn hơn thường. Vô đây. Cảm ơn rồi, mà làm ăn bằng 2 triệu.